Ông chủ cho một phần khoai sọ ninh xưa bạn về đây. À, thưa quý khách là hôm nay quán không có khoai sọ ninh sườn. Quý khách xem thực đơn chọn món khác ạ. Không có thì nấu. Ông chủ làm nhầm cách à? Nấu lâu lắm. Hay là quý khách ăn khoai luộc nhá. Lý do lý chấu. Sao xoay ca lại ăn khoai luộc? Lặng nhằng à. Biết ông đẩy ông đây. Đây đẩy đấy. Xuống bên tay rồi này. À, đau. Muốn đẩy em muốn bị ăn đòn. Đau đâu. Sao em có nhắc gì mà dữ thế? Cứ tình vì là không có em biết gì hết nhá. Đau. Chói gà ông chặt này đặt đi làm đầu gấu. Tự dưng cho đi học kiếm dữ như hổ. Cho nó đi học thì mới trị được chúng mày. À, đau. Hổ thì làm sao? Cạp đất đôi người rồi bây giờ. À, đau. Thôi anh xin. Anh đến thần bên phận cóc gái anh ưa rồi. Không dám ngồi đây làm người đâu. Chưa nhá. Sao em có đạt anh thế? Tao cùng với này, cùng ngồi cùng thuyền xong bắt đạt nó đi. Ờ, kìa. Tao đứng yên nãy giờ. Chỉ có mày mới làm trò dở thôi. Chết chưa? Mày nhá. Chính mày dùi tao treo bố nham nhá. Mày đúng thật dùi. Này, người ta bảo gì là anh làm theo đấy à? Đúng. Đúng là ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Thôi. Gọi thằng Dũng sang cơm đi. Vâng. Đông. Bê đồ ăn cho anh. Lại tái phát đây à? Cả cho miếng bây giờ. Thôi, bê ra cho anh con. Cha Dũng à. Ok. Đã mất công bê ra tận đây rồi thì nhẹ nhẹ cái tay thôi. Đũa đào. Anh xin thìa đâu. Này, sau này mày mà phục vụ mẹ chồng như này ấy, thì sớm muộn gì cũng bị bà trục xuất về nhà ngoại. Anh không muốn cả lọ giấm tỏi lên đầu anh không? Hả? Không cơ. Em nói lần cuối đấy. Anh mà nói thêm một câu nữa thôi là em cho anh về tắm lại đấy. Lặng nhằng. Rau thơm đâu? Ớt đâu? Ớt không hạt nha. Hộ cải đi. Sao? Này, thứ. Ơ, này, đau. Đấy, đau. Đau. Đau đi. Đau anh. Anh phòng đau của anh. Đỡ đi. Sự nhổ cái. Bố, con nghe mật báo là bố có cháo chịt đúng không? Đầy một nồi trong kia. Ồ, thế em không ở lại ăn cháo chịt với bọn anh à? Báo, xưng hô thế nào? Con biết rồi. Em không ở lại ăn cháo chịt với bọn anh là không coi bọn anh là người nhà rồi. Như thế là ghét mình rồi. Thế là bảo buồn đấy. Thôi, cháu xin phép. Xe của cháu tới rồi ạ. Về đi con, đi cẩn thận đấy nhá. Dạ. Thế thằng Hùng nó không sang à? Thằng Hùng nó không sang à? Dạ. Nó bảo nó đợi thằng Dũng. Thằng đấy ấy, như con gà mái mẹ. Giữ dịt lấy thằng em. Góp ý mãi nó có sửa đâu bố. Bao giờ ấy, mày được làm anh, mày mới hiểu. Không bao giờ có chuyện đó. Chị dâu của em, chị có bầu là cả họ mình mừng lắm đấy. Tuổi này mà còn có con á, đúng là trời cho nhá Thím Châu. Giờ á, thanh niên khỏe mạnh á, còn mong lên mong xuống chả có ấy chứ. Được như thế là hiếm lắm đấy. Rồi hiếm gì hả chị? Em còn đang thấy ngại đây này. Ngại gì mà ngại. Ồ,
Đấy. Trời ơi, tôi cũng vào đi, em kể cho chị nghe nhá. Chiều nay cái lúc mà nghe bác sĩ thông báo là vợ tôi có bầu, tôi không tin vào tai mình. Tôi bị hỏi đi hỏi lại, tôi cứ nghĩ là họ trêu mình. Tầm tuổi mình mới là sao em có con được. Nhưng chị biết đâu, hóa ra là thật. Đây, tôi phục tôi quá cơ. Tao xin lỗi nhá. Lúc chiều gọi điện cho mày, tao phải giấu, không dám nói. Sợ mày biết, mày sốc, mày lại bỏ đi luôn. Nhưng mà cái lúc mà mẹ mày biết mày bị thương ấy, mẹ mày lo cho mày lắm, gất luôn ấy. Nhưng mà tao không hiểu sao, lúc tỉnh dậy, biết tin có bầu ấy, bà tự nhiên thì trở mặt luôn, không hỏi han gì đến mày nữa. Xong còn trách tao là cứ bao che cho mày này nọ. Giờ tự nhiên có thêm đứa con, xong rồi đặt tên là Kim Cương. Không, thế là đủ biết là coi trọng như thế nào. Nhưng mà thôi Bảo ạ, đằng nào cũng về rồi, cứ vào đã xong tính sau nhá. Này này mình ơi, hay là sau bé Kim Cương này tiện thể mình làm thêm bé Ruby. Máu thế cái chuyện này làm nữa. Chào bố, chào mẹ, chào bác, chào Thím ạ. Cháu chào cả nhà. Anh cũng biết đường mò về thế à? Này, hình như mẹ mày giận ấy. Tại lúc bà ấy bị ngất, tao đã khai thật là mày đi đánh nhau với cả người khác nên bị thương, chứ không phải cho ngã. Tình hình này hơi căng, tao té trước. Dạ, cháu xin phép, cháu có việc phải đi ngay. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Thế thằng Bảo lên thành phố, giờ làm gì rồi cháu? Dạ, cháu... Gì thấy bố mẹ mày bây giờ cũng có tuổi rồi, mày phải tập trung tu trí mà làm ăn chứ. Cứ lồng bồng làng bàng mãi thế hả cháu? Đấy, con thấy chưa? Mẹ có đổ oan cho con không? Chơi bời lêu lổng bị người ta đánh cho, ai mà thương được? Mà bây giờ bố mẹ già rồi, lại sắp có em bé, chăm một mình nó đã đủ kiệt sức rồi. Anh cũng đến lúc phải tu trí đi, lông bông mãi không ai chịu nổi đâu. Thôi mình đừng nói nữa, kệ nó. Bây giờ mình cứ phải lo ăn uống bồi bổ vào đấy, và lại tránh những cái gì nó xúc động. Bây giờ mà xúc động và nó ảnh hưởng đến thai nhi đấy. Mình đúng đấy, chị ăn đi, mai em lên huyện em mua cho chị mấy thang thuốc bổ nhá. Không được, thuốc thang là không thể uống tùy tiện được. Cái này là phải gặp bác sĩ, rồi bác sĩ người ta bảo làm sao thì làm theo như vậy. Thôi, em nghĩ là bác không phải thuốc thang bác sĩ gì đâu. Giờ bác chỉ để tâm nghĩ đến em bé thôi. Bác cứ ăn uống bồi bổ đủ chất vào là em bé khỏe mạnh nhá. Đúng rồi đấy. Mình vẫn bây giờ quan trọng là tập trung vào cái thai này này. Nhá. Ăn uống thật nhiều ạ. ăn đi. Đi nào. Mình hầm cho mình mấy con chim. Này. Đi đâu đây? Lại dỗi à? Anh kệ nó đi, không phải gọi đâu. Nó không chịu hiểu vấn đề thì làm sao mà cải tạo được. Cứ phải để cho đời nó dậy, cho nó tỉnh ra mới trở thành người tử tế được. Đúng.